ayo xin chào các bạn chào lại với kênh của mình thì mình là giáo sư phúc đây các bạn ơi hôm nay chúng ta cùng chơi tiếp tựa game On Star Defense nha các bạn ạ à. hôm nay thì mình có một thông tin là về những cái hộp quà em mà mặc dù là mình vẫn chưa siêu tập full những cái hộp quà nhưng mà mình thấy một cái thông tin là mình sẽ làm video ngay cho các bạn nhé thì mình bây giờ vẫn còn thiếu hộp quà thứ hai và hộp quà thứ nhất anh em mà hộp quà thứ nhất thì chúng ta có thể dễ dàng làm được bằng cách là chúng ta đi lùa cái ải đúng không ạ à? nhưng mà hộp quà thứ hai thì chúng ta cần phải quay ở trên màn anh em ạ không biết là mình có thiếu hộp quà đó hay không tuy nhiên cứ bỏ qua vấn đề đó đi. ở trong video ngày hôm nay mình sẽ cho anh em biết một cái thông tin về những cái học quà mà chúng ta sắp mở. thì anh em hãy cùng coi nhé, tự coi là ở trong những cái học quà đó sẽ có những gì nhé anh em ạ. À. rồi thì không nói nhiều nữa, chúng ta cùng bắt đầu video thôi. nếu các bạn cảm thấy thích mình đừng quên để cho một like cũng như một subscribe cũng có động lực làm video. còn bây giờ thì. Let's go các bạn Châu, Và mình có một cái shop ạc bán ạc block food các bạn ạ à. Các bạn có thể lấy link ở ngay cái phần mô tả Không thì ở cái phần bình luận cũng được các bạn ạ à. Nhớ vào đó mua một cái ạc để ủng hộ mình Cho mình có tiền để mua ổ bánh mì ăn mỗi buổi sáng nha Cảm ơn các bạn Bạn cần mua robot đúng không? Ở đây mình có shop vn Shop vn là shop bán robot uy tín hàng đầu Việt Nam Được các youtuber du team quảng cáo cũng như là đảm bảo về chất lượng uy tín thế nên là các bạn cứ mua nick và cũng như tận hưởng những dịch vụ trên shop này mà không cần phải lo lắng về độ uy tín nhé đường link của shop mình sẽ để dưới phần mô tả ấn vào để trải nghiệm dịch vụ của shop nha rồi thì đây là những cái hộp quà mà chúng ta có nha anh em ạ à. thì đương nhiên rồi chúng ta sẽ có 3 hộp quà ngay đây để mở quà ra cái này thì mình nói cũng khá là nhiều rồi thế thì chắc anh em cũng biết phải không ạ à. thì chúng ta đây là cái số phần quà mà nó ăn xin được từ anh em chắc sắp tới mình sẽ ăn xin nhiều hơn để cho cái lượng quà này nhiều nhiều xíu mình còn mở những cái mà đặt kim mới để mình còn làm review cho anh em đấy thì đây là cái đóng quà mình có nghe các bạn à. rồi thì chúng ta sẽ còn thêm một cái hộp quà nữa hộp quà đó có tên là Winterfell các bạn à. Winterfell thì ở đây là đáng tiếc là mình chỉ có một cái hộp quà duy nhất là hộp quà thôi hộp quà chúng ta đi ải mới có các bạn à. thôi nói chung là không có có cũng được mà không có cũng được các bạn à. hộp quà này thì mình sẽ để đây nhé mình vẫn còn thiếu hai hộp quà hộp quà một và hộp quà hai của Winterfell một trong những hộp quà đó chúng ta có thể dọn được thông qua cách là chúng ta đi làm daily task các bạn à. chắc là sắp tới mình cũng phải nên đi làm lítát một cái để chúng ta có được cái hộp quà các bạn Hmm. rồi ok đó là vấn đề của mà cái học quà đi hôm nay chúng ta cùng đến với những cái gọi là thông tin về cái những cái này à tí mình sẽ lướt lên đây mình coi một tí thử coi nhá coi coi nó có cái học quà ở trên hay không mà không biết là mình có bỏ lỡ cái học quà đấy không nữa cũng đang hơi bực các bạn à rồi thì trước tiên các bạn có thấy được là có một cái thanh niên này đã nói là đây là không có một cái clip nào khiến cho cái unit của chúng ta nó được tăng cái veo lên thế nên là mấy ông đừng có mà nghĩ nghe những cái clip đó nó có thể gọi là giúp mấy ông kiếm tiền được đấy thì chắc là có một cái nhân vật nào đó xịn sò con bò mà nó được uh, chỉnh sửa lại, nó khiến cho cái uh, không phải cái không phải được phải chỉnh sửa lại mà nó có cái hướng gì đó nó do là cái lỗi. Đó là mấy ông nó bán được giá cao hơn. Đấy, mình nghĩ là chắc sắp tới thì nó sẽ fix lại thôi, Nên là cũng bỏ qua cái vấn đề đó đi rồi ở đây các bạn có thấy được là những cái cách mà chúng ta kiếm hộp quà một cái hộp quà chúng ta đã làm mọi thứ để chúng ta có được rồi hộp quà thứ hai là kiếm trên z banner một tí chúng ta sẽ cùng dò để coi thử coi là ở trên z banner nó có hay không và hộp quà thứ nhất là chúng ta sẽ có được ở trên gold banner cũng như là cầm list tag thì ở đây là Ma hay là ông mạch minh game á ông này thì mình không chửi được tại vì ông này không có ban mình thằng chó phước mới là thằng ban mình thế nên là mình đã tặng cho game của chúng ta một lúc lúc lai ngược các bạn ạ à. thì các bạn có thấy được là ông này ông đã gửi một cái gift cái gift này là về thanh niên katakuri nó của băng Big Mom thì chắc là anh em nhìn cho sơ chắc không biết là đây là sẽ là nhân vật mà chủ chốt ở trong cái uh, Winterfell này đúng không ạ hay nói chính xác là cái sự kiện Christmas này. Thì mình nghĩ là đây anh em có thấy được là những cái hộp quà của chúng ta thì mình uh, nhìn cơ bản nhé nhìn cơ bản thì các bạn có thấy được là ở đây nó chỉ có là Exotic Corn, Spirit Jenny, Spirit Jenny thì là kiểu um... Cái này Jenny mình nghĩ là chắc là ở trong phim Naruto bạn à, nó thế nên là cái này chắc là chắn là không thể nào mà kiểu là ở trong phim One Piece được. Em còn cái này là Esta Gagun cái gì mình cũng chả biết nữa nhưng mà mình nghĩ là anh niên này chắc cũng không ở trong bộ phim One Piece đâu. Đấy, nhìn sơ bộ thì hai cái hai học quà này không thể là trong cái phim đó được. Đấy, và cũng như là cái học quà của mình là nó có cái giá trị là 6 sao thế mình nghĩ là nếu mà mở học quà này ra thì nó có thể là nhân vật 7 sao hoặc 6 sao thôi. Hai nhân vật này thì mình nghĩ là chắc là nó sẽ nằm ở cái mục là Katakuri hoặc là cái con nó đẳng cấp hơn Katakuri mà mình nghĩ nếu nó mà Katakuri thì bảy sao nó cũng hơi kỳ các bạn ạ à. trong khi uh, Big Mom thì nghe chỉ có 6 sao thôi mà Katakuri nó bảy sao chắc là nó cũng hơi quá đáng đấy mong là nó sẽ không quá đáng đến mức đó bây giờ chúng ta hãy cùng coi được coi nhé ở trong cái banner sách mấy ngày nay nó sẽ có gì các bạn ạ à. Hôm nay mình đang canh cái banner Z để mình up cái con Yami lên cái cấp độ 5 sao à, 6 sao các bạn ạ. À. Nhưng mà kiếm hoài không có các bạn à, hơi bị bực các bạn. Yami nó trốn đâu mấy bữa nay chắc là nghe phải gọi là canh kỹ lưỡng mấy cái banner này luôn các bạn ạ. À. Thường mình chỉ nhắm cho cái banner Z mình canh thôi. Đấy. Rồi, lướt một cái sơ bộ thì các bạn ở à, ở đây là à không phải nghe cái này là cái uh, cái tiết ticket để chúng ta mở cái Sabat các bạn ạ. À. Không biết cái Sabat như nào nha, Sabat mình nghĩ là em rồi đó. Ờ à, đúng rồi đó, nó end rồi đó các bạn. Bạn nào mà chưa cày xong thì Sukana nha gán chịu mất hai con Naguton các bạn ạ lướt lên đây một tí xíu thì con này là con rimuru hả hmm. Quái lạ thật, chắc có vẻ như là cái con Yami mình thấy là nó không bán hay sao các bạn ạ Tại mình đang cần cái con Yami mình làm clip ấy mà Đấy, mấy bữa nay đói clip quá, không có con Yami, không có làm ăn được gì hết Mình phải làm video như kiểu này, đây À con này con gớt Rồi, lướt 16 tiếng chả thấy một cái banner hết Để mình kéo bằng cái thanh này đi cho nó nhanh các bạn, chiêu Đấy, nhìn thấy cái nào lạ mình sẽ dừng lại Ồ, oh, trời ơi mấy bữa nay là nó vẫn chưa bán cái nhân vật mấy bữa nay là mình 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 theo mình lướt là mình thẳng chưa thấy là nó bán cái nhân vật đó các bạn à. Uh, không biết là trong đây các bạn nào mà thấy được cái hình dáng của cái uh, Winterfell Gift 2 chưa nhỉ cái Winterfell Gift 2 á anh em cái mà chúng ta có thể kiếm trên Jack Banner chưa nhỉ thì anh em đừng ngại để bình luận nhưng mà nhá tại mình thấy là nghe cái Winterfell Red 2 này nó hình như nó không được bán hay sao ấy mình tới bây giờ vẫn chưa có mình cũng muốn thấy thử cái hộp quà đó coi như nào các bạn à. Uh, bạn nào mà có rồi mình nghĩ là nếu mà không nếu mà bạn muốn chứng minh là bạn uy tín thì bạn hãy chơi cho mình nhé mình coi thử coi là có thiệt hay không đấy tại mấy bữa nay mình chưa thấy cái hộp quà đó bây giờ các bạn à còn học quà một thì mình nghĩ là chắc trong đây cũng anh em có nhiều rồi đúng không ạ tập quà một thì chúng ta chỉ cần dọn ở trên cái uh, daily thôi được đúng không đó thì chắc là sắp tới đây mình sẽ đi dọn hết cái daily Tag để mình kiếm thử coi cái hộp quà đầu tiên nó sẽ như thế nào vậy các bạn ơi thì ok cái video của mình thì chỉ nói đơn giản vậy thôi mình muốn cho anh em biết là cái nhân vật katakuri nó sắp xuất hiện trong game này rồi không biết là các bạn có ai là fan Katakuri hay không hay là của cái nhân vật mà sử dụng trái mochi ở trong lúc phút hay không thì đừng ngại để bình luận cho mình nhé và bây giờ thì mình nghĩ là các bạn cũng nên bắt đầu cái chuyến hành trình mà phiêu lưu đi ha để chúng ta bắt đầu kiếm những cái hộp quà Winterfell này để chuẩn bị cho những cái test sau. Rồi con này thì chắc chắn là nó chỉ có một lần thôi. Thế nên là nếu mà mấy ông không có thì chắc chắn là từ nay về sau mấy ông cũng sẽ không có sở hữu được cái nhân vật mà sở hữu Chi được đâu. Rồi kết thúc video đây thôi các bạn à. Cảm ơn em đã lựa chọn video của mình trong hàng triệu khác nhá. Đừng quên mình sẽ ra video vào lúc 9 giờ sáng mỗi ngày cũng như là 4 giờ chiều. Rồi, ok thế thôi. Tạm biệt các bạn.